Gặp Anu. Có gì mà tuyệt vời hơn việc đi dạo mùa hè trong công viên chứ? Chúng mình không chọn được vận mệnh, vận mệnh chọn chúng mình. Cẩn thận đó Ani. Wow, ai lại đi đổ rác thải phóng xạ ở đây thế này? Này Anu, giờ cậu có thể thành siêu anh hùng rồi đó. Cậu có biết ban đầu Wolverine trong đội Marvel được gọi là Best Man không? Nếu trong trường hợp này, cậu là Beast Skunk Peckerman. Tuyệt đấy, lần đầu tiên trong lịch sử mà một siêu anh hùng lại có đến 3 loại siêu năng lực. Nhưng cậu không phải là người duy nhất có siêu năng lực đâu Ani. Ví dụ như thần kiếm ở Nhật, Isamachi có thể cắt mảnh đạn đang lao đến với tốc độ 320 km/h đấy. Hay như Slavisa Pykic đến từ Serbi có thể chịu được dòng điện 20.000V. Và anh ấy có thể nấu chín đồ ăn bằng cách cho dòng điện chạy qua cơ thể. Wim Hof đến từ Netherlands có thể chịu được nhiệt độ dưới 0 độ C trong hàng tiếng đồng hồ. Và anh ấy còn trèo núi Everest bằng chân trần luôn cơ. Còn cậu thì sao Anu? Wow, chúc mừng nha. Mình thấy cậu có khả năng đập móng tay bằng xương sọ, xây đập, thậm chí nuôi cả siêu bọ chét trên người cơ đấy. Nhưng nghiêm túc thì, nếu cậu nghĩ siêu năng lực của mình là lố bịch, xem thử lại truyện tranh DC về Dog Welder xem. Anh ấy có sức mạnh liên kết đàn chó thành kẻ thù của mình. Và Zeges trong X-Men, sau những đêm rượu chè bê bết, thì anh ấy đã phát hiện ra mình có năng lực nôn ra acid. Cậu có biết mạng lưới của Batman trị giá 98 triệu đô không? Có vẻ như việc làm siêu anh hùng sẽ có lợi trong việc kinh doanh. Và bản truyện siêu nhân đầu tiên được bán đấu giá với giá 3,5 triệu đô đấy. Và theo như đánh giá số lượt tìm kiếm trên Google, người nhện giờ còn nổi tiếng hơn cả Tổng thống Mỹ đấy. Anu, mình biết điều này rất tuyệt, nhưng sự thật bất biến rằng công việc chính của siêu anh hùng không phải là đón nhận hào quang, mà để chiến đấu bảo vệ cái tốt. Này các cậu, thế giới đang gặp nguy đấy. Không có cậu, thế giới này sẽ bị hủy diệt mất. Được rồi, đừng trách mình không nhắc cậu.